ca sĩ Hà Thanh Xuân tiết lộ chưa hề đăng ký kết hôn và đã chia tay vua cá coi. Hà Thanh Xuân cho biết cô và vua cá coi Thắng Ngô chưa từng đăng ký kết hôn, cô cũng đã sống một mình suốt một năm nay. Tháng 5 năm 2022, hôn lễ của ca sĩ Hà Thanh Xuân và vua cá coi diễn ra linh đình tại Mỹ. Hôn lễ rình rang này khiến cặp đôi phải nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Mặc dù vậy, vua cá coi Thắng Ngô vẫn hết sức bênh vực vợ trẻ trước những ồn ào. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, tin đồn cặp đôi đừng ai nấy đi đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Trước những ồn ào này, Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân đều không lên tiếng, cả hai tập trung cho công việc riêng và không còn xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2023 theo giờ Việt Nam, Hà Thanh Xuân chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái khá dài, tiết lộ những điều bất ngờ về hôn nhân của cô và đại gia Thắng Ngô. Theo đó, nữ ca sĩ và vua cá coi chưa hề đăng ký kết hôn, thậm chí sau hôn lễ với Thắng Ngô, cô đã gặp rất nhiều điều phiền toái đến mức gần như trầm cảm. Hôm nay, Xuân xin phép được đăng tải status này để những ai quan tâm và yêu thương mình không còn phải hoài nghi và lăn tăn về thông tin cuộc sống hôn nhân của Xuân nữa. Trước đây và đến bây giờ, Xuân chưa từng đăng ký kết hôn. Sau hai tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của hai gia đình và hai người trong cuộc tưởng chừng như mối quan hệ màu hồng, đúng như nhận định của cả nhà, sau lễ cưới ấy, Xuân đã gần như trầm cảm và phải thu mình lại, không dám đọc bất cứ một bình luận nào trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cho biết, cô và đại gia Thắng Ngô chia tay vì phát sinh nhiều vấn đề trong cuộc sống. Sau một thời gian ngắn cạnh nhau, cả hai đã phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng. Xuân đã sống một mình trong gần một năm qua và hôm nay Xuân dùng hết sự bình tĩnh để đăng tải thông tin này. Xuân chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân. Hà Thanh Xuân cho biết, đổ vỡ lần này sẽ là bài học cho cô và hiện tại nữ ca sĩ sẽ tập trung cho âm nhạc nhiều hơn. Người đẹp cũng nhắn nhủ tới khán giả của mình: "Xin chân thành cảm ơn tình cảm mà cả nhà vẫn luôn dành cho Xuân. Rất mong mọi người vẫn yêu thương và tôn trọng việc riêng tư về sự đổ vỡ tình cảm này của Xuân." Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh tin nắm mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.